Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật Thụy Sĩ. Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858585 từ Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và như mọi người có thể thấy là hôm nay thì em cũng sẽ có về với rất nhiều các mẫu hàng siêu đẹp cho cả nhà mình. Đầu tiên sẽ là một cái phiên bản của Carnival. Và như mọi người thấy là hôm nay em sẽ có một cái màu xanh Tiffany rất rất đẹp. Cái màu này nó giống với cả màu xanh của phiên bản Rolex ấy. Tiếp theo là mẫu của Red Tiger này, rồi phiên bản Carnival Hổ này, Technos, Citizen, A&W và một vài thương hiệu khác nữa. Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay. Thì không để mọi người đợi lâu nữa thì em sẽ lên luôn với phiên bản đồng hồ đầu tiên nhé. Với mã đầu tiên ý, thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là cũng là một cái mẫu của Technos thôi. Cái bản Technos này em đấu về là cái mẫu này là nó mới nguyên, chưa sử dụng. Và bản này là bản Titan, dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ. Vì mỗi khi là em cũng hay lên ở các cái bản mà size to to. Thì hôm nay em có về cái bản này là size nhỏ ấy, mà nó lại là còn là Titan nữa. Nên là rất là nhẹ, cầm lên tay rất là nhẹ nha. Mọi người sẽ cảm giác nó giống như là kiểu như đeo mà như không đeo luôn ấy. Với bản full titanium này, bản này thì sẽ có độ chống nước của nó sẽ là 3 ATM, một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Mặt kính thì sẽ sử dụng đó là dòng kính cứng cường lực nhá. Vì thế cho nên là cái độ chống chảy chống sức của nó là bởi vì nó sử dụng kính hãng, nó cũng phải đạt được trên 80% rồi. Mà thứ hai nữa đó là cái độ chống va đập của nó rất là tốt. Mà anh chị thấy nó mỏng, rất mỏng. Bản này cho anh nam tay nhỏ thôi. Size mặt của bản này là size 37.4 ạ. Và càng của mẫu này là 42.2. Độ mỏng của bản này có 7.1 thôi. Rất là mỏng. Mặt xanh. Còn bên trong này của nó sẽ là các cái cọc đá này. Mặt xanh quân đội này. Dây full titanium. Mỏng nhẹ. Độ chống nước của bản này là 3 ATM. Mã của nó là T9B88. Giá niêm yết tại cửa hàng bên Nhật đang là 38.500 yên. Tức là nó loanh quanh tầm khoảng độ hơn 6 triệu phiên bản này. Đấy, cái này mọi người mà đeo lên tay thì có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết. Nó rất là nhẹ luôn ý. Vì nó là bằng titan, nó là nguyên liệu để làm vỏ máy bay. Mẫu này full hộp, sổ sách đầy đủ. Và em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này. Thôi em để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình nhé. Đó là 1.950.000. 1.950.000, mã 391. Lần em đấu với các cái mẫu này giá rất là tốt. Vì nó sẽ tùy theo từng phiên đấu ấy. Để trước các cái mẫu này nó phải ra động rơi tầm khoảng hơn 2 triệu đấy. Có những thời điểm em đấu nó phải lên đến tận 2 triệu 3. Các bản Titan này này, nó rất là cao ấy, không hề rẻ một chút nào đâu. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 392. Đối với phiên bản 392 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Carnival đi. Đây là một cái phiên bản Carnival hổ. Lâu lắm rồi em mới về ở các cái mẫu hình linh vật. Thì các anh chị cũng biết là với các cái phiên bản linh vật ở trong cái bộ sưu tập của Carnival thì em thấy gần như là đầy đủ nhất. Tất nhiên là cũng chưa đủ được 12 con giáp đâu, nhưng mà em thấy là đầy đủ nhất luôn ấy. Vì thường các thương hiệu, các hãng khác nhá, họ sẽ làm đa số là các cái phiên bản ví dụ như là rồng này, hổ này. Chỉ có rồng hổ thôi. Đấy, thường là chỉ có rồng hổ, hổ cũng ít, cũng không có mấy, nhưng đa số là họ sẽ làm về rồng. Đấy, nhưng với cái phiên bản thương hiệu của Carnival này thì gần như là đủ nhá. Có gà này, hổ này, rồng này, chuột này, còn một vài cái hình linh vật nữa cơ. Thì nếu mà anh chị nào mọi người mà tuổi hổ nhá, hoặc là các anh chị mọi người không nhất thiết là phải tuổi hổ mới đeo được ở phiên bản này, mà mọi người thích ở các cái phiên bản này thì các anh chị có thể chốt. Bởi vì ở bản này thì nó là một cái linh vật hổ đại diện cho đó là một cái gọi là chúa tể sơn lâm, được thể hiện được cái sự nam tính mạnh mẽ của người đàn ông. Nên là khi mà lên tay với phiên bản hổ này thì nó rất là đẹp, rất là oai hùm ấy. Hoặc mọi người có thể là để sưu tầm ở trong bộ sưu tầm của mọi người cũng sẽ rất là ok và nó rất là dễ đeo. Đây là mẫu cơ tự động và mẫu này thì cũng sẽ có cả trợ có tay đi kèm. Ở đây nó sẽ có thiết kế 3 kim hình linh vật hổ này đang sải từng bước chân nhá, đang đi ở trong rừng trúc. Đúng chưa? Và cái tông nền ở vị trí phía dưới này nó giống như là một cái bức tranh ấy, rất là đẹp. Vì với các cái phiên bản Carnival mà có thiết kế hình mẫu hình linh vật thì thực sự là không chỉ dừng lại là một cái chiếc đồng hồ để mà mình đơn thuần là mình xem giờ nữa, mà nó còn giống như là một cái bức tranh phong thủy hoặc là một cái bức tranh nghệ thuật.
Đó, một tác phẩm nghệ thuật luôn, rất đẹp. Đây mọi người thấy là các cái chi tiết ở vị trí phía bên trong này, mặt này, họ làm rất là chi tiết, rất là sắc nét nha. Viền này, đó, hình linh vật này được làm nổi lên vị trí phía bên trên này. Kim giờ, kim phút, kim giây, thanh mảnh đẹp. À, toàn bộ phần viền vỏ ấy, thì trên này của nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng, cạnh này của nó sẽ là phay xước, núm thì nó còn nguyên cả siêu. Đằng sau đáy thì cũng có đầy đủ phần thông số, mã check của nó sẽ là 515G. Độ chống nước là 3 ATM. Module máy sẽ là bộ máy NH36A của Seiko. Thì nói chung là với bộ máy này thì không cần phải bàn gì nhiều nữa, bởi vì đây là một cái bộ máy mà nó quá là bền rồi, có đến tận 24 chân kính. Chân kính của nó rất là cao, vì thế cho nên là cái độ chuẩn chính xác giờ cao và độ tích cóp của nó tốt. Cái độ sai số của nó cực kỳ là thấp. Đấy, all stainless steel. Đây là viền, cạnh. Và dây thì sẽ sử dụng một bộ dây, đó là một cái bộ dây da. Dây da thì với các cái đường chỉ này, nó giống như đường chỉ dây da khâu tay ấy, nên khi mà mọi người lên tay nó sẽ rất là đẹp, lên form ôm tay. Và cái thiết kế dây nó kiểu như thế bây giờ nhá, thì khi mà mọi người sử dụng với các cái dòng dây như thế này thì nó, bởi vì là dây da ấy, nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là nó sẽ hay bị lên mùi. Thì ở đây nó sẽ có các cái phần viền vỏ này, nó sẽ bóng này, nó tạo được cái độ bóng, độ nhám này. Thì khi mà lỡ mà có giọt nước rơi đây này thì mình có thể là lau đi một cái là sạch, thì nó sẽ không bị bám vào cái dây. Đấy, thì như thế là khi mọi người đeo lên tay, nó sẽ cái dây của nó sẽ rất là khô ráo. Và với cái phiên bản dây này thì mọi người đeo lên tay vừa đơn giản, vừa đẹp, vừa sang trọng. Khóa này của nó sẽ là khóa nguyên zin. Đó, tag mark của nó sẽ có đầy đủ. Bản này thì nó sẽ có cái sử dụng, đó là dòng kính sapphire. Sử dụng dòng kính sapphire, và với dòng kính sapphire nguyên khối này thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ chống chảy chống xước rất là tốt. Size 40.8 và càng của mẫu này là 50. Càng của mẫu này là 50. Đây là toàn bộ phần viền vỏ. Đấy, và khi em đeo lên tay này nó sẽ rất là đẹp, rất là ôm tay, dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đấy, mọi người cứ nhận hàng các chị mở ra. Cái bản này rất dễ đeo nhá, vì bản này là bản hổ. Bản hổ mà màu của nó đẹp ấy. Đó, rất là dễ đeo. Bạn này full hộp, sổ đầy đủ này. Nó có cả một cái hộp vỏ bên ngoài như thế này nữa, thì em sẽ gửi kèm đầy đủ luôn cho cả nhà mình luôn. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 3 triệu 350 nghìn. 3 triệu 350 nghìn nhá. Mẫu này sẽ ở mã 392, 3350 mã 392. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 393. Thì đối với phiên bản mã 393 thì em sẽ lên cho cả nhà mình 393, đó là mẫu của IW đi. Mẫu của IW. Cái phiên bản IW này nó là cái phiên bản mà nó giống với cả phiên bản của Rutschmill. Rất là đẹp. Đây là phiên bản smile, mặt cười. Full hộp. Trước này em cũng về là full hộp. Đó. Đây nha, mẫu này là một cái mẫu mà cực kỳ là đẹp. IW này. Đây là mẫu cơ tự động. Mẫu này thì nó cũng sẽ có cả chậu có tay đi kèm. Đấy, và bên trong này nó sẽ có các hình mặt cười này. Đây, đây là một cái phiên bản hot của cái phiên bản Rutschmill Smile ấy. Nó có hình cây dừa nhá, quả này bên trong này, có hình đám mây và nó có khảm xà cừ vị trí phía bên trong. Nó cũng thiết kế theo phong cách skeleton. Tức là nó cũng có khung xương, cái phần khung này, nó có lộ cơ này, lộ mặt trước này, lộ mặt sau. Bên trong thì bộ kim cọc số thì nó sẽ có dạ quang sáng và cho điều kiện sáng kém. Chi tiết niềng này, nó sẽ được nạm toàn bộ, đó chính là cái phần viền đá. Đấy, và ở đây thì nó đều được ghim chấu toàn bộ, nên là mọi người thấy không ạ, nó sẽ có cái độ ôm rất là đẹp, viền, núm ạ, mặt trước nhá, mặt sau. Bạn này sẽ sử dụng máy mi của Citizen. Thì với bộ máy mi của Citizen này thì nó có 21 chân kính. Automatic, độ chống nước là 3 ATM này. Đấy, mã check của nó sẽ là 757G. Mã 757G. Đây, để em check thử luôn cho cả nhà mình luôn nhé. Thì mọi người có thể là check theo cái mã của nó, hoặc là mọi người thì có thể là chụp theo hình ảnh. Đó, thì nó cũng sẽ ra. Để các anh chị có thể check theo hình ảnh như thế này. Đây là bản, đây là các bản dây màu trắng.
Mọi người thấy không? Giá giá niêm yết tại các cửa hàng hiện tại đang là hơn 6 triệu. Đây là giá sale đi rồi là cũng phải hơn 6 triệu ở phiên bản này. Đó. Đây là phiên bản Carnival 757G. Đấy thì nó sẽ có các cái màu mẫu như thế này, nhưng mà trên hãng gửi xuống cho em là ở cái phiên bản dây đen, dây silicone đen, tất nhiên có cả các cái màu này luôn. Đấy, nó sẽ có đầy đủ hết. Đây là viền, núm, cạnh, dây, dây silicone nhé mọi người nhé. Thì cái dây silicone này thì cái độ đàn hồi của nó rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da đâu. Đấy, đây này mọi người có thể là uốn ngược, uốn xuôi. Với cả nó có các cái mắt mắt ở đây này để giúp cho đó là cái lúc mà mọi người đeo, bởi vì dây này nó không thấm hút mồ hôi ấy, nên khi mọi người đeo với các cái này thì nó sẽ thoáng cái cổ tay của mình, và đeo lên tay nó sẽ rất là thoải mái. Size mặt ở bản này thì sẽ có size rất là size 42, và càng của phiên bản này nhá, đó là 50.7. Mẫu này thì dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Đó, form của Richard Mille. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.250.000. 4.250.000 nhá. Bản này sẽ ở mã của nó sẽ là ở mã 393. Ở mã 393. Full hộp đầy đủ luôn. Đấy. Thế nó còn có cả một cái bọc của cái phần khóa ấy. Rất là cẩn thận luôn đúng không ạ? Có cả bọc luôn. Full hộp giấy tờ, tag mác, sổ sách đầy đủ, cam kết hàng chính hãng. Tiếp theo sang ở mã 394. Ở phiên bản 394 thì em sẽ lên đó là mẫu của Red Tiger nhé. Với thiết kế của Red Tiger thì mọi người cũng rất là quen với các cái thiết kế nó rất là độc lạ, hoặc là form to, hoặc là cầu kính cong hẳn lên. Thì ở mẫu này thì nó cũng là mẫu cầu kính cong thôi, nhưng mà nó là một cái bản cái cầu kính nó trong suốt. Full hộp, mẫu bản này sẽ là full hộp. Giấy tờ sổ sách đầy đủ. Thì hiện tại bên em đang là đại lý ủy quyền của các thương hiệu như Red Tiger này, Carnival này, IW, Angel Loser, Bonegatti, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Thì mọi người mà có tiện thì các anh chị có thể ghé qua cửa hàng của em ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Còn nếu mà mọi người ở xa ấy, thì bên em cũng vẫn sẽ có ship code toàn quốc, và mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chuẩn chính hãng nhé, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Với mẫu của Red Tiger này thì đây là mẫu cơ tự động, mẫu này có cả chậu bắt tay đi kèm. Đây là bản lộ tim mọi người nhé, vì là cái lô hàng lâu lâu trước rồi ấy, thì em cũng có về cho cả nhà mình đó là bản bản màu như thế này, nhưng mà bản nó không lộ tim đấy, nhưng mà ở đây nó sẽ là bản lộ tim này. Cái bản lộ tim này là một cái bản rất rất đẹp luôn. Khi mà mọi người nhìn như thế này thì mọi người có tất nhiên là tự nhiên mình sẽ có một cái cảm giác là giống như là mình có thể chạm được vào trong cái mặt đồng hồ luôn ấy ạ. Nhưng mà thực tế ra thì nó vẫn còn có một cái cầu kính cong ở ngoài như thế này này. Đấy, nó không bị dày một chút nào cả. Cảm giác nó không bị dày một chút nào. Ở đây nó sẽ có kim 24 giờ một ngày. Thì như thế là mình sẽ biết được là nó đang là ban ngày hay là ban đêm. Nó có lộ cơ, lộ tim ở vị trí góc 9 giờ ở đây. Và mặt bên trong này nó sẽ trải đều các cái đường vân như thế này nhá. Đấy, kính là kiểu kính sapphire, cong, nguyên khối. Thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ nó chống chảy, chống xước rất là tốt. Đây, mọi người thấy là cái cầu kính này nó cong cao hẳn lên như này. Nhưng khi mọi người nhìn thì mọi người đúng không ạ, nó lại cảm giác nó giống như là nó rất là gần với cả cái mặt đồng hồ luôn. Mình có thể là chạm vào từng cái bộ kim chi tiết ở bên trong lòng mặt luôn. Mặt trải đều có cái đường vân ạ. Đây là viền này, cạnh này, núm này. Rất đẹp. Lộ tim. Mặt trước nhá, mặt sau. Bản này cũng sẽ sử dụng đó là bộ máy của Seiko. Đó là bộ máy 24 chân kính. Bên trong thì sẽ có triện logo tên thương hiệu của hãng, đó là Red Tiger này, búa này, automatic này, All Stainless Steel. Phiên bản này thì mang một cái form kiểu dáng đó là Classic Vintage. Độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM. Mã check của phiên bản này đó là RGA8239. Đấy thì các anh chị có thể check theo cái mã này. Đây là về bộ dây. Thì với bộ dây này là một cái bộ dây dây da handmade nha mọi người nhá. Dây da thủ công ấy ạ. Dây da thủ công là dây khâu tay. Vì thế cho nên là các cái đường chỉ khâu tay này rất là bền, rất là đẹp, và họ sẽ khâu ở hai cái phần đầu chốt như thế này. Thì như thế thì nó sẽ giúp cho đó là cái việc nó đỡ bị bong. Và đây là phần khóa, thì em cũng sẽ hướng dẫn lại một chút xíu, bởi vì cũng có khá nhiều các anh chị mọi người nhận được ở các cái phiên bản của dòng khóa này nhá. Thì mọi người sẽ mở cái khóa này ra. Ở đây nó sẽ có một cái nấc ở đây nữa này, các anh chị sẽ mở cái nấc này ra. Đó, và sau đó là mình sẽ luồn dây. Thì size tay của mình đến đâu thì mình sẽ luồn dây theo cái mắt đó.
và sau đó mình đóng sập khóa lại là ok thôi. Đấy thì nó rất là tiện đúng không ạ? Không bị mất nhiều quá nhiều thời gian. Mình chỉ việc luồn dây một lần và lần sau mình cứ thế là mình lên tay. Với size mặt ở bản này là size 41.7 và càng của phiên bản này là 45.7. Mẫu này sẽ dành cho anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to một chút xíu có thể là đeo được. Đấy, đây là mẫu của Red Tiger. Và mẫu này thì em đang giao lưu với cả nhà mình đó là 4.250.000. 4.250.000 mã 394. 4250 mã 394. Mới nguyên full box đầy đủ. Rất đẹp nhá, bởi vì bản này nó lộ tim cơ. Nên là mọi người có thể nhìn thấy được cái cửa sổ lộ tim của nó. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 395. 395 thì có khi là em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Citizen Eco Dry. Đây là mẫu pin năng lượng mặt trời này. Đó. Thì với cái phiên bản mà Citizen Eco Dry pin năng lượng mặt trời này thì ở bản này nó có cái độ mới của nó rất là cao. Em đấu về độ mới rất là cao. Bản này nó có cả chức năng radio control nữa, tức là nó cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Hiện tại thì trên thế giới đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng, đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Còn đối với Việt Nam mình thì mình sẽ phải tự chỉnh thủ công nhé. Thì em cũng sẽ chỉnh trước cho cả nhà mình. Thì sau đó thì hàng tới nơi rồi thì mọi người chỉ việc là đeo lên tay thôi. Còn nếu mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn về dòng này thì các anh chị có thể là tìm về dòng H415, Citizen H415, H145. Thì sẽ có rất là nhiều các video trên YouTube, họ sẽ có hướng dẫn. Đây là phiên bản nội địa, tức là được sản xuất, lắp ráp, tất cả các chi tiết, linh kiện đều tại Nhật hết. Dòng này sử dụng kính sapphire nguyên khối á, và nó giúp cho đồng hồ chống trời chống xước tốt. Nó có thêm cả một cái phần nữa đó là SMT, tức là Summer Time, tức là giờ này đó là cái giờ mùa hè. Thì với cái giờ mùa hè này thì nó gần như là mọi người không hiểu nôm na là nó tích là cái chế độ tiết kiệm pin ấy. Ngoài này thì sẽ có các cái múi giờ trên thế giới. Ví dụ như Việt Nam mình thì sẽ chỉnh về theo múi giờ của Bangkok. Đấy, đây có Tokyo, London và các quốc gia khác. Thì khi mọi người di chuyển đến quốc gia nào thì mọi người sẽ chỉnh về theo múi giờ của quốc gia đó. Bộ kim cọc số thì buổi tối sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Chi tiết viền niềng này, phay xước sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Dây chốt khóa nguyên zin. Đây đằng sau đáy đây có đầy đủ thông số, có cả anti-magnetic kháng tử mọi người nhé. Vì xung quanh cái môi trường của mình đang sử dụng đúng không ạ, thì chắc chắn là nó vẫn phải có từ trường. Nhưng có cái là nó ở trong mức độ cho phép với cái sức khỏe của con người. Đấy, nhưng mà khi mà gần các cái phiên bản đồng hồ mà có cái độ kháng tử tốt như thế này thì cái độ chuẩn chính xác giờ của nó sẽ rất là cao. Bản này giá hãng của nó khá cao, nó tương đương với cả một bản cơ luôn. Bởi vì cái cơ chế của nó ấy ạ. Cái dòng Eco này chắc là nào là sạc pin chuyển hóa năng lượng này, nên là giá thành của nó cao lắm, nó phải bằng mặt cơ đấy. Size 42.8 và càng là 47. Mẫu này thì sẽ dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Bản này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 3.600.000. Bản này độ mới rất là cao. Chỉ tiếc là mẫu này nó không về hộp đâu ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Mã 395. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 396 ạ. Phiên bản 396 thì em lên cho cả nhà mình một bản dây thép của Caniban. Đây là một mẫu màu cực đẹp mà hãng mới ra. Trong bộ sưu tập của cái dòng Caniban mẫu mới này thì đây có thể gọi là màu đẹp nhất trong cái phiên bản trong bộ sưu tập đó. Đây mọi người thì thấy là màu của nó chính là màu xanh Tiffany. Cái màu xanh Tiffany này là một cái màu mà nó cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ hiếm luôn đấy ạ. Vì bình thường cái dòng này màu cái bản này này thì hôm trước là em hãng cũng có gửi xuống cho em là một bản màu trắng, một bản màu xanh dương. Đấy thì ở đây sẽ là cái phiên bản màu xanh lá nữa, có cả màu xanh lá nữa. Nhưng mà cái màu xanh Tiffany này nó là màu mới nhất và cũng là màu đẹp nhất. Hot nhất luôn. Đem cho cả nhà mình xem. Đây ạ, bộ Caniban này. Đó mọi người nhìn nhá, từ bộ kim nhá cho đến cọc số này. Nó có một cái gì đó, nó có cái độ bóng sáng của nó cực kỳ là xuất sắc luôn đấy ạ. Vì khi mà mọi người nhìn vào trong cái phần cọc số này, nó cũng vẫn là thép. Đúng không ạ? Nó vẫn cũng là thép nhưng mà nó có cái độ bóng và mọi người cảm giác nó có một cái độ cong nhá. Thì khi ánh sáng nó chiếu vào nó sẽ bắt sáng này. Đó, bộ kim ấy, cái phần cọc số này. Nó là bằng đá và đều được kim chấu toàn bộ. Kim dây thanh mảnh đẹp, bên trong mặt Tiffany trải đều đường vân, lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, pin
cái phần dạ quang thì đêm sẽ cho cả nhà mình xem là buổi tối thì nó sẽ có dạ quang ở phần đầu cọc số cũng như là kim giờ kim phút cũng sẽ có dạ quang luôn. Chi tiết điền này được nạm toàn bộ đó chính là phần viền đá đấy, và các cái đá này thì nó nằm ở giữa của cái phần viền kính này mọi người này, với cả phần viền benzen, thì cho nên là không sợ là bị rơi hay rụng đá gì hết đấy. Cái đá của nó này rất là đẹp nhá, nó nằm phẳng luôn, được chưa, nó nằm xung quanh này. Và đá này thì nó là cái dòng đá baguette đá ống, nên là khi mà mọi người lên tay với các phiên bản đá baguette đá ống này, nó tạo một cái cảm giác là nó rất là khỏe khoắn, đầm tay. Đấy, đây là viền. Núm này, nó còn nguyên cả siêu nhá. Đây là viền cạnh này, thép này, dây này. Thì cái dây này thì sẽ là dây phay xước. Dây phay xước, họ làm phay này, họ làm cái kiểu dạng phay xước này. Đấy, thì kể cả như sau này mọi người sử dụng nhá, mà lỡ mà có bị kiểu như là va quệt vào đâu đó ấy, thì nó cũng sẽ kiểu không lộ cái phần xước ra. Đấy, đây là viền này, khóa này, cạnh núm, dây thép đúc rất là chắc chắn đầm tay luôn, dây thép trắng. Mặt sau, bạn này sẽ sử dụng bộ máy NH35A của Seiko. Đây là bộ máy rất bền, rất đẹp rồi. Nói chung là nói đến bộ máy của Seiko thì không phải bàn đến rồi đúng không ạ? Mà cái bản này mã chip của nó sẽ là 8129. Đây là viền nhá, dây này, chốt khóa này, tam mác đầy đủ. Ở đây nó sẽ có các cái phần thông số về stainless steel này, độ chống nước này, epoxy moment này, kính sapphire này. Đấy. Bản này thì sẽ có size mặt đó là size 39.3. Càng của phiên bản này đó là 41.3. Xanh Tiffany. Món này em đang để giao lưu với cả nhà mình đó là 4.150.000 nhá. 4.150.000 mã 396. 4150 mã 396. Full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Thì cái hộp box nó cũng giống như là ở cái mẫu hổ kia mọi người kìa. Đấy, thì hộp của nó cũng sẽ có đầy đủ luôn như vậy. Mã 396 ạ. Tiếp theo sang ở mã 397. Phiên bản 397 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái thôi em lên cho cả nhà mình mẫu của Orient này đi. Cái bản Orient này, đây là mẫu Orient Flash. Mẫu Orient Flash, cái này em đấu về là nó không có hộp đâu mọi người nhá, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Bản này nó rất là hay này, bởi vì ở phiên bản này là nó sẽ chạy đó là hai cái bộ máy. Tức là ở đây là một bộ máy cơ nhá, bộ máy cơ là nó chạy cho cái đồng hồ này, sau đó là nó lại có một cái đằng pin ở đằng sau của cái bộ máy đấy nữa cơ. Đấy, thì là cái pin đấy nó chỉ chạy cho cái phần đó chính là phần bấm đèn ở đây. Đấy, nên là đây là phiên bản của dòng Orient Flash, nó rất là hay, rất là lạ. Cái này thực sự là kể cả mọi người để đeo để sưu tầm thôi nó rất là xứng đáng rồi. Vừa là cơ này, vừa có pin bấm đèn này, sau đó lại là ở đây nhá, trên nền mặt này nó lại có một cái thiết kế rất là giống như là các cái viên, các cái tinh thể pha lê ấy, nó rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là dòng Note Star này. Bản này thì mới nguyên, chưa sử dụng, nhưng mà chiếc này thì nó không về hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi, núm ạ. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau. Nó kiểu như không có hộp ý, đâm ra là đành kiểu từ đồng hồ đạo đồng hồ kia là nó sẽ bị hơi xước một chút xíu, nhưng mà không có vấn đề gì. Bản này là phiên bản limited edition, phiên bản giới hạn. Có tổng cộng là 777 chiếc. Bản này là bản thứ 11 trên 777 chiếc. Made in Japan nhé, phiên bản nội địa của Nhật. Đằng sau đáy kiểu để chắc kiểu không có hộp nên là nó hơi xước một chút xíu. Hơi xước một chút. Đấy, các cái vết xước lông mèo, cái này mình để ý kỹ mới thấy thôi, chứ còn nếu mà để mà bình thường thì cũng không thấy lộ lắm đâu ạ. Dây da này, dây này, made in Japan này, dây chốt khóa nguyên zin. Giá hãng nó không có, nó không ghi giá ở đây, nó chỉ ghi là made in Japan và mã check của nó thôi. Đấy, dây. Cái này mà mọi người đấu ở trên hoặc là mọi người mua ở trên các trang của eBay ấy, giá của nó khá là cao đấy ạ. Nó cũng phải dao động, nó rơi vào tổng khoảng độ 7-8 triệu của phiên bản này cơ, của Orient Flash này. Mà được cái là bản này em đúng về là cũng chưa qua sử dụng, bởi vì nó còn nguyên tác. Có mỗi cái là kiểu không có hộp nên là nó hơi có một vài các cái vết xước một chút.
Mẫu này em cũng sẽ sale cho cả nhà mình, size 39 ạ. Và càng của mẫu này là 47. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu của mẫu này. Và này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.250.000. 3.250.000 nhá, mã 397. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 398. 398 thì em lên một cái mẫu của Selco. Đây là mẫu của Selco. Ở phiên bản Selco này là bản Selco 6 kim, chạy chức năng Chronograph, tức là chức năng bóng giờ thể thao. Bản này là bản pin kim trôi. Đấy, các anh chị thấy kim dây này, nó trôi, nó giống như cơ ấy ạ. Mặt bên trong của nó là màu xanh. Màu xanh, xanh dương ấy, nhưng mà xanh dương nó cái màu xanh nó giống như giống như là màu xanh đá ấy. Nó rất là đẹp. Có lịch ở vị trí góc 4:30 giờ, kim dây, có kim đo thời gian, đo tốc độ tối đa, đo bấm giờ thể thao. Chi tiết niềng này thì nó cũng sẽ có các phần thông số và đều được khắc toàn bộ. Thì vừa sáng bóng vừa phay xước nó cũng sẽ kết hợp với nhau, dây thép, chốt khóa nguyên zin. Ở đằng sau đáy thì nó sẽ có đầy đủ phần thông số. Đó là Japan Moment, độ chống nước là 10 ATM, khay China. Thì cái khay của nó sẽ là vỏ. Vỏ của nó sẽ được sản xuất ở tại nhà máy của Selco và được đặt tại bên Trung. Còn đâu là nó vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng nhé. Vì là các cái bản này nó sẽ là các cái bản quốc tế, nó đã đặt ở bên nước thứ ba thì tức là nó đã là bản quốc tế rồi, nên là nó sẽ phải theo cả cái tiêu chuẩn quốc tế nữa cơ. Ở bản này thì khi đeo lên tay nó rất là đầm tay, chắc chắn, size 39, càng của nó là 46. Mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Ủa, bản này đeo tay rất đẹp luôn, vì cái màu nó sang ấy, màu rất là sang mọi người ạ. Dây lại còn dài. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 2.350.000. 2.350.000. Mã 398, 2350 mã 398 ạ. Sang ở mã 399. Mã 399 thì đây em lên một cái mẫu cơ. Mã 399 là mẫu cơ của Moment Emotion. Đây là thương hiệu nội địa của Nhật, nó cũng sẽ trực thuộc của TikTok. Đó, và với bản Moment này thì mới nguyên, còn nguyên siêu. Nhưng mà nó cũng không về hộp, nó cũng chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Nó có kim 24 giờ này, lộ tim này, 24 chân kính nha. Mọi người thấy là thiết kế nó giống với cả của Selco luôn đúng không ạ? Nó sử dụng máy của Selco luôn. Đấy, bộ máy NH39A cơ, chứ không phải NH35 nữa. Đây là bộ máy NH39, tức là một cái dòng máy nâng cấp và nó có cả thêm 24 giờ này, có cả phần lộ tim này. Đấy, mặt trước nha, mặt sau này. Bên trong này. TikTok Present này. Moment Emotion, 24 chân kính. Độ chống nước rất là tốt. Độ chống nước của nó ở đây là 10 ATM. Và với chân kính của nó là 24 chân kính thì độ chuẩn chính xác giờ của nó rất là cao. Bộ máy NH39A. Đây là viền. Nó rất là giống với cả thiết kế của Selco luôn đúng không ạ? Giống với cả cái bản Selco Preset size 40.7. Và càng của mẫu này là 46. Mẫu này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, dây thép đúc, mặt trắng, dây thép trắng luôn, viền cạnh. Mẫu này thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này nhá. Vì em cứ đấu giá được giá tốt thì em cũng để giá tốt cho cả nhà mình thôi. Vì bình thường thì các cái mẫu, các cái sử dụng dòng máy của Selco này nó phải dao động rơi vào tầm khoảng 2.8 triệu, 2.9 triệu gì đó. Nhưng mẫu này em để cho cả nhà mình đó là 2.750.000. 2.750.000 mã 399. Tiếp theo sang ở mã 400 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì ở mã 400 sẽ là mẫu của Technos. Và Technos này em đấu về là không có hộp, nhưng em thấy nó rất là mới. Cái này kiểu nếu như mà người ta sử dụng, à cũng chưa sử dụng đâu mọi người ạ. Bởi vì nó còn nguyên siêu ở đây này. Đó, nó còn nguyên siêu ở đây. Vì thường thì Technos em hay đấu hộp ấy, nhưng mà cái chiếc này em thấy nó mới lắm nên là em cũng đấu về, nó không có hộp đâu ạ. Technos 6 kim. Đấy, nó có kim 24 giờ nhá, có kim dây này, thời gian đo tốc độ tối đa này. Bản này thì sẽ thiên về cái sự trẻ trung và phong cách thể thao. Đó, dạ quang. Em thấy form nó giống với cả của Vacheron. Rất là giống với cả Vacheron. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to, niềng cố định. Mặt trước này, mặt sau, dây silicone nhá. Cái dây silicone này thì độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay, không bị mùi giống như dây da. Form của nó đẹp. Size mặt ở bản này là size 42.7 và càng của mẫu này là 49.5. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Ô, bản này đẹp lắm, lên tay nó kiểu như là form thể thao ấy mọi người. Mặc các cái đồ thể thao ấy thì các chị lên tay sẽ rất là ok.
Mẫu này em đang để cho cả nhà mình cái mẫu này, đó là 1.850.000. 1.850 mã 400. Và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã dành thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là follow kênh nhé. Nếu mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể tiện ghé qua cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em cũng sẽ có ship code toàn quốc, và mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chính hãng nên mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.